Chào mừng các bạn đến với kênh Blue Fresher. Cá mú là một loài cá mà khi vươn tới kích thước cực đại, nó được xem là một trong loài cá lớn nhất nhì ở đại dương. Và số lượng của loài cá này đang bị suy giảm nghiêm trọng trong thời gian qua bởi sự đánh bắt quá mức của các ngư dân. Vào chính sách của Bộ Hải dương học được đề ra nhằm bảo vệ loài cá này trước sự đánh bắt quá mức của các ngư dân. Có thể nói 1kg thịt của con cá mú cân nặng trên 10kg có giá từ 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn đồng. Và trong chương trình hôm nay, Blue Fresher sẽ giới thiệu các bạn những khoảnh khắc mà những cận thủ vô tình câu được những con cá mú khổng lồ trên 20kg. Điều này có nghĩa là họ sẽ kiếm được mớ tiền tương đương với trên 20 triệu đồng. Cá mú khổng lồ là một loài cá nước mặn lớn thuộc họ cá mú. Loài này được tìm thấy chủ yếu ở vùng nước nông nhiệt đới giữa các rạn san hô nhân tạo ở độ sâu bất cứ nơi nào từ 15 đến 50 mét. Phạm vi của nó bao gồm quần đảo Florida Key của Mỹ, quần đảo Bahama, hầu hết tại các vùng biển Caribe và phần lớn ở các bờ biển của Brazil, nơi mà chúng được gọi với cái tên là Mero. Chúng có thể dài đến 2,5 mét và nặng lên đến 360kg. Kỷ lục về một con cá mú bắt được nặng 309kg. Cá mú khổng lồ ăn động vật giáp xác, cá, bạch tuộc, rùa biển chưa trưởng thành. Ngoài ra còn có cả cá mập và cá nhộng. Chúng được biết tới là loài thường tấn công thợ lặn, đồng thời được chứng kiến là đã tấn công loài cá mập chanh. Cá mú khổng lồ được coi là thực phẩm chất lượng tốt nên dễ dàng trở thành một mỏ vàng khai thác cho các ngư dân. Chúng là con mồi tương đối dễ đánh bắt đối với các ngư dân bởi bản tính tò mò và không sợ hãi của mình. Loài cá mú khổng lồ có xu hướng tập hợp sinh sản với số lượng lớn hàng năm. Chúng thường quay về cùng một địa điểm sinh sản. Điều này khiến chúng đặc biệt bị tổn hại khi bị đánh bắt hàng loạt trong khi đang sinh sản với số lượng lớn. Cho tới khi lệnh cấm đánh bắt được đặt ra thì số lượng của loài cá mú đã giảm đi nhanh chóng. Loài cá mú khổng lồ được bảo vệ hoàn toàn khỏi bị đánh bắt và được Bộ Hải dương học công nhận là loài có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Hoa Kỳ bắt đầu việc bảo vệ loài cá mú khổng lồ vào năm 1990 và vùng Caribe là vào năm 1993. Dân số của loài cá mú khổng lồ đã phục hồi đáng kể từ sau lệnh cấm được ban hành. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng khá chậm của loài cá này sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để dân số của chúng trở về mức bình thường như trước đó. Do sự khan hiếm và chất lượng dinh dưỡng cao mà thịt cá mú được xếp vào loại thượng hạng bậc nhất. Giá 1kg thịt cá mú vào độ khoảng 50 đô, tương đương hơn 1 triệu đồng đối với con nặng hơn 10kg.
Cảm ơn các bạn đã xem video để ủng hộ kênh Blue Fresher. Thì mong các bạn sẽ like và chia sẻ video nhiều đến người xung quanh.
Chúc bạn ngày vui vẻ và hẹn gặp bạn ở những video sau.